Cô chào các em học sinh khối 9 của trường trung học cơ sở Chu Văn An. Các em chuẩn bị sách giáo khoa, tập và viết để nghe giảng và ghi bài. Hôm nay các em sẽ tìm hiểu bài 23. Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trước hết, các em sẽ tìm hiểu về lệnh phần 1 La Mã, đó là lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố. Vậy lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố trong hoàn cảnh như thế nào? Vào ngày 14 tháng 8 năm 1945, Nhật đã đầu hàng đồng minh vô điều kiện và tình hình này chính phủ thân Nhật ở Đông Dương hoang mang cực độ. Lúc này nhân dân ta đã sẵn sàng đấu tranh để giành chính quyền. Như vậy, thời cơ tổng khởi nghĩa đã đến. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một cho nhân dân ta đứng lên giành lại độc lập cho đất nước. Cho nên, ngay khi Nhật đảo chính Pháp, thì Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc đã được thành lập và ra quân lệnh số 1 kêu gọi toàn dân nổi dậy. Cô mời các em ghi ý đầu tiên. Vậy hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương đã có những quyết định quan trọng nào? Đó là quyết định phát động tổng khởi nghĩa trong cả nước. Mời các bạn ghi ý tiếp theo. Tiếp đó, Đại hội Quốc dân được tiến hành ở Tân Trào. Đại hội đã có những quyết định gì? Đó là ngày 16 tháng 8 năm 1945, Đại hội Quốc dân đã có những quyết định như sau. Tán thành lệnh tổng khởi nghĩa. 2 là thông qua 10 chính sách của Việt Minh. Thứ ba, lập Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam, tức chính phủ lâm thời sau này do Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Ngoài ra thì đại hội còn quyết định chọn quốc kỳ, đó là lá cờ đỏ sao vàng, và quốc ca, đó là bài Tiến quân ca của nhạc sĩ Văn Cao. Cô mời các em ghi bài. Sau đây mời các em xem một vài hình ảnh lịch sử. Đây chính là Đình Tân Trào vào năm 1945, nơi đã diễn ra hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương vào ngày 14-15 tháng 8 năm 1945 và Đại hội Quốc dân vào ngày 16 tháng 8 năm 1945. Còn đây là Đình Tân Trào ngày nay. Đây là cây đa Tân Trào năm 1945. Nơi đây, vào chiều ngày 16 tháng 8 năm 1945, dưới sự chỉ huy của cố đại tướng Võ Nguyên Giáp, một đội quân giải phóng đã xuất phát để tiến về giải phóng thị xã Thái Nguyên, mở đường về Hà Nội. Cây đa Tân Trào trước đây gồm 2 cây, người dân xung quanh thường quen gọi là cây đa ông và cây đa bà, một cách nhau khoảng 10 mét. Hơn 10 năm trước, cây đa ông bị bão quật đổ, chỉ còn một nhánh nhỏ, còn cây đa bà trước khi được công ty cổ phần Thanh Hà Hà Nội đứng ra nhận cứu chữa gần như chết khô, chỉ còn duy nhất cánh hướng đông bắc còn sống nhưng lá không tốt, các rễ chính của cây đa phần đã hư hỏng. Tuy nhiên, nhờ sự chăm sóc kỹ nên dù còn một cây nhưng nó đã xanh tốt trở lại. Và đây là hình ảnh cây đa Tân Trào ngày nay. Hình ảnh cây đa Tân Trào này đã trở thành logo của tỉnh Tuyên Quang. Chúng ta tiếp tục phần 2 La Mã. Đây là phần tích hợp của phần 2 La Mã và phần 3 La Mã bài 23 thành phần 2 La Mã của bài 23, diễn biến chính của cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Ở cái nội dung phần 2 La Mã này, theo công văn 3280 của Bộ Giáo dục, các em sẽ lập bản thống kê các cái sự kiện khởi nghĩa giành chính quyền ở Huế, ở Hà Nội, ở Huế và ở Sài Gòn. Cô mời các bạn ghi bài. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu phần 3 La Mã, ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của cách mạng tháng 8 năm 1945. Trước hết ta sẽ tìm hiểu về ý nghĩa lịch sử. Vậy cách mạng tháng 8 năm 1945 có ý nghĩa lịch sử như thế nào? Trước hết là đối với dân tộc Việt Nam. phá tan xiềng xích nô lệ của Pháp và Nhật. Thứ hai là lật nhào chế độ quân chủ chuyên chế. 3. Đưa nước ta từ một nước thuộc địa trở thành một nước độc lập. Thứ tư là đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ thành người làm chủ nước nhà. Và thứ năm, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do. Đây chính là ý nghĩa lịch sử đối với dân tộc Việt Nam. Cô mời các em ghi bài. Vậy đối với thế giới, cách mạng tháng 8 có ý nghĩa lịch sử như thế nào? Cách mạng tháng 8 năm 1945 của Việt Nam chúng ta đã cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa và nửa thuộc địa trên thế giới, đặc biệt là nhân dân châu Á, châu Phi. Thế thì tại sao nói cách mạng tháng 8 năm 1945 của Việt Nam đã cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa trên thế giới? Đó là vì nước chúng ta, nước Việt Nam là một nước nhược tiểu, tức là nước nhỏ, nhưng mà chúng ta đã đánh bại được hai đế quốc hùng mạnh lúc bấy giờ, đó là Pháp và Phát xít Nhật, để giành lại độc lập cho đất nước, nên các nước thuộc địa khác cũng có thể làm được như Việt Nam. Đó chính là lý do mà cách mạng tháng 8 năm 1945 của chúng ta cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa và nửa thuộc địa trên thế giới. Cô mời các em ghi bài. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu về nguyên nhân thành công của cách mạng tháng 8 năm 1945. Cách mạng tháng 8 năm 1945 đã có những nguyên nhân thành công nào? Nói đến nguyên nhân thành công thì chúng ta sẽ có hai nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan. Chủ quan tức là về phía chúng ta, còn khách quan tức là cái hoàn cảnh bên ngoài nó tác động. Thế thì nguyên nhân chủ quan như thế nào? Đó là do truyền thống yêu nước và đoàn kết của dân tộc. Thứ hai là sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lối đúng đắn, sáng tạo. Mời các em ghi bài. Tiếp theo, nguyên nhân chủ quan tiếp theo đó là có khối liên minh công nông vững chắc, tập hợp được mọi lực lượng yêu nước. Mời các em ghi ý tiếp theo. Đó là những nguyên nhân chủ quan. Còn nguyên nhân khách quan là như thế nào? Đó là nhờ chiến tranh thế giới thứ hai đã quật ngã được hai kẻ thù trực tiếp của nhân dân Việt Nam chúng ta, đó là Pháp và Nhật. Đó là những nguyên nhân thành công của cách mạng tháng 8 năm 1945. Cô mời các em ghi bài. Và đây chính là nội dung của bài 23. Về phần củng cố, cô có các câu hỏi sau đây. Thứ nhất là lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố như thế nào? Thứ hai, ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 8 năm 1945. Thứ ba, nguyên nhân thành công của cách mạng tháng 8 năm 1945. Đây là ba nội dung trọng tâm của bài 23. Về nhà các em thực hiện các việc sau. Thứ nhất là chép bài 23 vào tập. Học bài 23, phần 1, phần 3 La Mã. Và nhớ đọc ghi tựa trước bài 24. Thân mến chào các em.